Thưa quý vị, chiều 8 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang do ông Võ Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 8 và 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham dự có ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo 6 sở ngành trong kế hoạch giám sát gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Thủy lợi, Công ty Điện lực An Giang trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang. Theo đó, là một trong những ngành được cử tri đề xuất ý kiến nhiều nhất với 38 kiến nghị thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gửi đến kỳ họp thứ 8 và 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hầu hết ý kiến của cử tri đều tập trung vào công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngay khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát và làm rõ các vấn đề được cử tri đề cập trước đó với hiện tại để làm cơ sở báo cáo và giải trình và kết thúc giải quyết 38 ý kiến đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, các sở ngành đơn vị còn lại cũng đạt tỷ lệ cao trong giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri như Sở Tài nguyên và Môi trường với 14 trên 14 kiến nghị được giải quyết đạt tỷ lệ 100%, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, sở ngành, các đơn vị trao đổi tiếp tục làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến lĩnh vực từng sở ngành phụ trách, chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất một số giải pháp phối hợp hiệu quả trong việc trả lời và giải quyết ý kiến của cử tri thời gian tới. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thực hiện tiếp nhận ý kiến, giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri của các sở ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong tổng số 180 trên 180 ý kiến kiến nghị đã trả lời, tỷ lệ 100%, số kiến nghị đã giải quyết là 142 trên 180, tỷ lệ 78,89%, còn lại 38 trên 180 kiến nghị đang trong quá trình xem xét giải quyết. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng các sở ban ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các cam kết với cử tri, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời làm cơ sở chuẩn bị tốt nội dung, chủ đề, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm 2023.